Xin chào các bạn, trọng tâm bức tượng đang tiến hành cải tạo chống thấm cho một cái sân thượng cũ. Trước đây đã bị sự cố thấm dột và bây giờ cải tạo lại để sau này sẽ trồng cây lên trên toàn bộ khu vực sân thượng này. Vật liệu mà chống thấm bức tượng sử dụng ở đây đó là màng chống thấm gốc polyurethane Mastersil HLM5000. Đây là vật liệu chống thấm đàn hồi dạng lỏng và thi công nguội. Toàn bộ bề mặt sàn cũng được chống thấm bức tượng gia cường bằng lưới sợi thủy tinh Sika Remax Premium như trong video các bạn đang xem ở đây. Thi công hệ gia cường lưới thủy tinh như thế này thì nó sẽ rất là chắc chắn, tuy nhiên là rất tốn vật tư. Định mức mà chống thấm bức tượng sử dụng ở đây là 3,2 kg trên 1m2 và các bạn sẽ phải thi công thành 4 lớp. Lớp đầu tiên đó chính là lớp lót. Lớp lót thì nó cũng chính là Mastersil HLM5000 trộn với Silen. Sau đó thì khi lớp lót khô, các bạn sẽ thi công lớp thứ nhất với định mức khoảng 1kg trên 1m2. Lớp thứ nhất khi còn chưa khô thì các bạn sẽ dán lưới lên trên lớp thứ nhất luôn, như trong video các bạn đang xem ở đây. Màu đen ở đây chính là Mastersil HLM5000 và các bạn sẽ thi công lớp thứ nhất với định mức khoảng 1kg trên 1m2. Lớp này thì các bạn phải thi công khá là dày để polyurethane sẽ ngấm đều vào trong lưới thủy tinh Sika Remax Premium. Nếu như các bạn thi công quá mỏng thì polyurethane sẽ không ngấm hết vào trong lưới thủy tinh và những cái lưỡi này nó sẽ bị không liên kết chặt chẽ với polyurethane. Nếu như các bạn trồng cây lâu năm thì các bạn nên chống thấm như thế này thì sẽ rất là đảm bảo cho cái việc thấm dầu sau này. Đây chính là lưới sợi thủy tinh Sika Remax Premium, một sản phẩm lưới sợi với hàm lượng thủy tinh rất lớn và nó sẽ không thể bị mục nát, bị thủy phân sau này. Các loại lưới thông thường thì khi thi công chống thấm và sửa chữa thì chúng ta có thể nhận thấy là có rất nhiều loại lưới nó sẽ bị mục nát ở trong điều kiện ngâm nước. Đó là do hàm lượng thủy tinh ở trong lưới quá ít thì nó sẽ rất là dễ bị mục nát, rất là dễ bị thủy phân. Tiếp theo thì bạn sẽ tiến hành tưới polyurethane Mastersil HLM5000 lên trên bề mặt lưới thủy tinh và các bạn lại tiếp tục dùng rulo các bạn lăn đều lên trên bề mặt. Thi công màng chống thấm polyurethane thì cái bước thi công nó rất là dễ, tuy nhiên là nó sẽ lâu ở cái giai đoạn xử lý mặt bằng. Các bạn có thể xem lại những video về xử lý mặt bằng của cái phần sàn sân thượng mà chống thấm Phước Thịnh đang tiến hành thi công chống thấm ở đây trên kênh của chống thấm Phước Thịnh. Sau khi lớp thi công thứ 3 khô thì các bạn sẽ tiến hành thi công thêm một lớp cuối cùng, đó là 4 lớp. Và sau khi thi công 4 lớp này thì các bạn sẽ tiến hành dặm và kiểm tra lại toàn bộ bề mặt. Những chỗ nào bị bọt khí, bị hở thì các bạn rám lại. Đây chính là bề mặt cận cảnh của màng chống thấm polyurethane Mastersil HLM5000 với hệ thi công gia cường lưới toàn sàn. Những sợi lưới thủy tinh Sika Remax Premium thì nó sẽ như thế này, nó rất là dày. Chính vì vậy nên là các bạn thi công hệ gia cường thì nó sẽ bề mặt khi thi công xong nó sẽ không đẹp như hệ phủ, tức là không có lưới gia cường. Mặc dù không đẹp hơn nhưng mà về độ chắc chắn thì nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều, bởi vì toàn bộ bề mặt đã được gia cường bằng lưới thủy tinh Sika Remax Premium, cho nên nó sẽ chắc chắn hơn, nó sẽ khó bị xuyên thủng hơn, bền bỉ hơn, dẻo dai hơn. Đây chính là bề mặt sau khi hoàn thiện. Tiếp theo thì chống thấm Phước Thịnh sẽ tiến hành ngâm nước kiểm tra trước khi cán vữ bảo vệ lên. Các bạn có thể thấy bề mặt cận cảnh ở đây nó rất là chắc chắn. Trồng cây trên sân thượng thì các bạn cần phải có những giải pháp chống thấm nó triệt để như thế này thì các bạn mới yên tâm trồng cây mà không lo ảnh hưởng đến việc thấm dột bên dưới. Có một số gia đình ngoài việc thấm dột lên nhà mình khi trồng cây còn thấm cả sang nhà hàng xóm nữa, cho nên đây là một vấn đề mà các bạn cần phải tính toán thật kỹ trước khi các bạn trồng cây lên và chống thấm thật là tốt vào. Cảm ơn các bạn đã xem video của chống thấm Phước Thịnh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.